Dạ rồi, xin thân ái mến chào quý cô chú bác anh chị gần xa thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước ạ. Dạ rồi, hôm nay thì vườn của em Thạnh Nhi ha có tiếp tục quay lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa một số cây mai ghép giống dảo nhung, dảo thơm ha, cúc mai cúc Tân Châu nè, cúc mai 24 26 cánh đó cô chú anh chị ha, rồi cúc Thọ Hương cô chú anh chị ha. Thì ghép gốc quấn rễ ha cô chú anh chị ha, hàng nói chung là chơi Tết cũng ok cô chú anh chị nè. Hàng này mình trồng thả vườn ngon lành cô chú anh chị, em Nhi bán mức giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi hôm nay bữa vườn em Nhi bán với giá là tầm 25 đến 50 nghìn một cây. Đó, thì có loại 80 100 ngàn luôn. Cô chú anh chị mình có nhu cầu thì mình cứ liên hệ với số điện thoại của em Nhi ha. Thì vườn em Nhi cũng khá là nhiều giống á cô chú anh chị ha. Hàng ghép gốc như thế này nè, gốc nào cũng có quấn đế hết nên là đảm bảo cho cô chú anh chị mình 100% ha. Rồi thì đầu clip ngày hôm nay ha cô chú anh chị ha, cho em xin nói lại luôn cô chú anh chị mình, cho em xin một like một đăng ký kênh để khi kênh quay những video mới cô chú anh chị mình nhận được thông báo đó vào xem sớm nhất nha. Rồi mình giờ gặp luôn em Nhi ha, em Nhi chào giới thiệu video luôn nha. Rồi chào em Nhi ơi. Dạ em xin chào anh, em xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị đang xem kênh nè. Giờ hôm nay thì trở lại kênh thì em cũng xin giao lưu một số giống mai mini ha cô chú anh chị mình đây. Cây cũng rất là to luôn nha, mà hôm nay em sẽ bán giá rẻ hơn thường ngày cho cô chú anh chị mình luôn nha. Xả vườn luôn ha. Dạ xả vườn cho thì bên em còn cũng nhiều á, nên là hôm nay em xả cho cô chú anh chị mình thì cô chú anh chị mình cũng nhanh tay mua để kẻo hết ha. Rồi. Mình vô mình giới thiệu một số cây chú đi em ha. Rồi. Em bắt một số cây lên em giới thiệu đi Nhi ơi. Dạ rồi. Thì cũng như mấy cây này ha cô chú anh chị mình. Nè. Rất là cây cũng rất là đẹp luôn nha, rất là khỏe luôn nha cô chú anh chị mình. Cây nào cũng có quấn đế hết cô chú anh chị ha. Dạ, mua. Cái này là cúc Tân Châu nha cô chú anh chị ha, hay là còn gọi là cúc mai 24 36 cánh cô chú anh chị ha. Cây này thì cao tầm khoảng 40 đến 50 ha. Rồi, 40 xăng ha. Rồi cái lô này thì em giao lưu giá là 50 ngàn một cây phải không em? Dạ đúng rồi. Lô này em giao lưu là 50 ngàn một cây. Cây này mình lấy bon là rất là ok nha cô chú anh chị mình á, bên em. Rồi thử cái găng tay đi, mình ướm cái găng tay vô thử đi. Dạ. Là mình khoảng được hơn 2 gang ha, gần 3 gang nha. Rồi cái này thì mình lấy mức cao là tầm 40 xăng đi em ha. 40 xăng đổ lên ha. 40 xăng đổ lên. Giá là 50 ngàn một cây ha. Cái này thì bao nhiêu cây em gửi hàng em Nhi? Dạ 5 cây em gửi hàng và 10 cây em bao ship nha. Rồi mình có tặng mộc em. Dạ 10 cây thì em bao ship và em tặng mộc luôn nha cô chú ơi. Rồi cái này Thọ Hương nè cô chú anh chị ha. Cây tàn cũng khá nè, cái này em cầm giùm đi Nhi, cao quá anh Trâm. Không thấy hết được cây. Rồi cái cây cũng khá là ok ha, tàn nhánh cũng ngon cô chú anh chị ha. Dạ. Nốt nụ rồi cũng có cô chú anh chị. Dạ. Đây cô chú anh chị mình xem đi. Rất đẹp luôn nha, cây rất là to luôn cô chú. Cô chú anh chị mình đi. Đế nè, cô chú anh chị mình xem. Cây cũng rất là to luôn nha. Cái này nè mình cắt mình lấy bo ha, mình cắt lấy bo. Rồi cái xong rồi cái mình còn khúc này mình để mình chơi mình chơi để bàn ống đĩa rất là thuận tiện nha cô chú chị mình ơi, mua một được hai ha. Rồi. Cúc cam nữa ha em cũng có cúc cam nữa ha. Này. Đúng rồi. Em nó thử đế nè cô chú anh chị ha. Mấy cô chú nào anh chị nào mình cần lấy bo là em khuyên là nên mua bên em nha, tại vì cây lấy bo là được hết rồi nha. Rồi. Mình lấy bo được rất là nhiều luôn, hơn các vườn khác rất là nhiều. Rồi. Đây. Giá là 50 ngàn một cây ha em. Dạ đúng rồi, 50 ngàn một cây thôi. Dạ rồi thì em mình có cái loại này thì mình cái loại 50 ngàn này thì mình có giống gì em ha? Đại Lộc này ha. Dạ Đại Lộc. Dảo thơm, dảo nhung. Dạ. Cúc Thọ Hương, cúc Tân Châu. Cúc cam ha. Dạ. Rồi. Rồi mình giới thiệu tiếp loại khác ha em ha. Cái loại Rồi, tiếp theo mình giới thiệu loại nào em Nhi ơi? Dạ, tiếp theo em giới thiệu là loại này, loại 25k, loại xả vườn của em nha. Thì em cũng nói trước với cô chú anh chị mình á, loại 25k của chú anh chị mình xem đi là nó đều nhau hết nha. Rồi. Củ đế đều có cô chú chị mình xem đi, củ đế đều có giá chỉ 25.000 một cây, nó lùn nhưng mà tàn thì nó đều nha cô chú anh chị mình. Này là mua để bàn ông địa cũng rất là ok. Và em mấy cái hàng này nè cô chú chị mình xem nha, em đã sắp sẵn như thế này là em lấy từ bên đây nè, em lấy dài lên cho cô chú anh chị mình chứ em không có lựa giống nha. Thì trên mỗi cây á thì em sẽ để tên giống cho cô chú anh chị mình luôn. Thì ở đây thì em có bạch mai nè, có đại lộc nè, Thọ Hương nè, cúc 150 cánh nè. Dạ đúng rồi, nhiều giống đó nha cô chú anh chị mình. Có rất là nhiều giống. Dạ trong đây là có rất là nhiều giống nha cô chú anh chị mình ơi. Dạ bạch kim rồi nữa ha. Dạ. Dạ lá gai ha, cúc không nhị nè. Nó rất là nhiều giống. Đủ loại giống luôn nha. Cúc đỏ anh chị mình. Nè, cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình xem đi nha. Em 25k mà cây củ đế như thế này cô chú anh chị mình xem đi. 25.000 nha. Cô chú anh chị ơi, là em lấy tới nha cô chú anh chị mình ơi, là em bắt đầu đây nè cô chú mình mua 5 cây thì em lấy ngẫu nhiên nha. Thì mỗi loại một giống cây nha cô chú. Cây này là siêu VIP giá chỉ 25.000 một cây nha. Rồi. Giá xả vườn luôn. Cái này cô chú cái này ha là em Nhi sẽ lấy cho cô chú anh chị mình, ví dụ cô chú anh chị mình ship hàng từ 10 cây cô chú anh chị ha. Thì cô chú anh chị mình lấy mua 10 cây thì em Nhi sẽ lấy cho cô chú anh chị mình 10 cây 10 giống. Dạ. Ha. Đó, 10 cây 10 giống cho cô chú anh chị mình luôn nha.
Dạ đó, đây. Nên là cô chú anh chị mình mà mua cũng an tâm ha, là nó không có bị trùng giống đâu cô chú anh chị. Dạ đúng rồi, em này là em bảo đảm cho cô chú anh chị mình ha. Dạ rồi, cái giống thì nó 10 giống nó sẽ khác nhau, đảm bảo cho cô chú anh chị mình 10 cây giống nó sẽ khác nhau. Nhưng mà cái vấn đề là cái cây này sẽ lấy dài tới, cô chú anh chị mình không được chọn giống nha cô chú anh chị. Tại vì em cũng không, bây giờ là dùng của em Nhi, bây giờ em Nhi không biết chắc chắn là trong cái nguyên cái cụm, nguyên cái khóm này nè, là nó còn là cái giống gì và số lượng là bao nhiêu. Nên là nhiều khi á là nhận cái giống cúc 150 nó nhận nhiều quá, cái không đủ cây giao cho cô chú anh chị mình. Dạ, nên là cô chú anh chị mình cũng thông cảm ha. Thì là em Nhi sẽ giao cho cô chú anh chị mình là 10 cây, 10 giống khác nhau nha cô chú anh chị. Dạ. Dạ. Cây này là hàng siêu bếp luôn nha cô chú anh chị mình ơi. Cây nào cũng có củ đế rất là to, cô chú anh chị mình xem đi. Anh của em là lên nè ha. Cây nào cũng có củ đế rất là siêu bếp luôn nha cô chú. Nè, phú dạ, tăng 25.000 một cây luôn. Dạ, dài lên tới lên đây luôn. Nè. Em bảo đảm là cây nào cũng có củ đế rất là đẹp. Củ đế cũng rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Nguyên hàng này nói chung là hàng xã này. Nói chung là hàng xã cô chú anh chị mình mua về trồng đất thả dưỡng cũng xanh. Rất là ngon nha cô chú anh chị. Dạ, cây rất là khỏe nha cô chú anh chị. Tại vì á là nói chung á là chặt vườn đó. Nói chung là chặt vườn nha cô chú anh chị. Tại vì chặt á, chặt sân nên là mới bán xả cho cô chú anh chị mình đó. Dạ, giá chỉ 25.000 thôi. Rồi, 25.000 một cây ha. Dạ, 10 cây thì em gửi hàng nha cô chú anh chị mình ơi. Dạ 20 cây bao ship. Dạ 20 cây em bao ship và 50 cây thì em tặng hai ha. Rồi. Dạ cô chú anh chị mình xem đi, thật rất là nhiều luôn nha. Rồi, thì ngoài loại này mình còn giới thiệu loại nào nữa không em? Dạ. Rồi, loại nào em? Dạ thì em qua loại cái bên là loại 80 ha. Cây này thì rất là to luôn nha. Dạ, đế thì siêu đẹp luôn cô chú anh chị mình ơi. Đây. Loại 80. Củ đế siêu bếp luôn cô chú anh chị nha. Dạ. Bên đây thì cô chú anh chị mình được chọn giống ha. Rồi, được chọn giống ha. Đó. Ví dụ cô chú cây này 80.000 thì mình ship hàng từ 3 cây, 5 cây, 5 cây mình bao ship luôn em ha. Dạ, 5 cây thì em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn và 3 cây gửi hàng. Rồi mua 10 cây vẫn tặng 1 cây cho cô chú anh chị mình luôn ha. Dạ. Rồi bên này thì củ đế rất là đẹp luôn cô chú anh chị mình xem đi. Trời ơi. Củ lò xo này nằm nè, rất là đẹp cô chú anh chị ha. Thì bên này nó có là Phú Tân ha em, Phú Tân, Đại Lộc. Dạ. Cúc Tân Châu 24-26 cây. Cô chú chị mình xem đi, nguyên cái lô này là 80 hết của em nha, toàn bộ luôn. Cô chú anh chị mình thích cây, thích giống nào thì cứ alo thì em sẽ chọn. Cây này em rất là to luôn nha cô chú anh chị mình ơi, nút nụ nè. Nguyên cái củ cô chú anh chị mình xem nha. Cái củ quá trời cái củ luôn cô chú anh chị. Rồi. Rồi, ở đây thì nó có là mấy cái giống em kể ha, là có Thọ Hương nè. Dạ. Đại Lộc nè, Cúc Mai 24-36 cánh. Rồi Phú Tân ha. Rồi với lại là cúc hoa hồng Thanh Tú. Dạ. Rồi thì ngoài cái loại này mình còn giới thiệu loại nào nữa không em? Dạ thì hôm nay em giới thiệu một số loại giống mai như thế này thôi ha. Dạ hôm nay em cũng xả vườn rồi nên cô chú anh chị mình cũng nhanh tay ủng hộ giúp em ha. Dạ rồi. Thì số điện thoại giao lưu của em là 0384033427 nha cô chú ơi. Rồi. Dạ thì cũng mong cô chú anh chị mình ủng hộ em nha. Giá bên đây là quá trời rẻ nha cô chú ơi. Rồi. Dạ. Rồi, thì cũng mong cô chú anh chị mình vào xem được cái nào thì ủng hộ cho em Nhi cô chú anh chị ha. Với lại là thì hẹn lại cô chú anh chị mình clip sau ha, mình sẽ giới thiệu với cô chú anh chị mình nhiều loại mai giống hơn ha em ha. Tại vì hôm nay là clip xả nên chỉ giới thiệu những cái giống mà xả thôi em ha. Dạ. Rồi, cho em chào hết luôn đi Nhi. Dạ, thì em cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ em ở những clip trước nha. Dạ thì clip này thì em ra sau vườn cô chú anh chị mình nên là mai nó rất là đẹp và rất rẻ luôn. Dạ thì xả rất là rẻ, cũng mong cô chú anh chị ủng hộ nha. Dạ em xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ em ạ. Rồi, cảm ơn. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Nhi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho em Nhi trong các clip trước cũng như là clip này. Mong cô chú anh chị mình vào xem được cái nào thì ủng hộ cho em Nhi nha. Dạ em cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.